Rồi em xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là ngày 29 tháng giêng âm lịch mình. Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề ha, là những loại thuốc kích rễ cho cây mai vàng ha, và cách sử dụng những loại thuốc kích rễ đó như thế nào, cho nói chung là cho cân bằng, cho cân đối ha, để cho cây mai mình nó cân đối ha, nó không bị cái hiện tượng mà gối loạn sinh trưởng ha. Thì cái vụ hiện tượng gối loạn sinh trưởng em sẽ nói sau. Thì trước tiên ha, thì em cho mọi người xem, cũng như để cho mọi người có cái cách mà mình tham khảo cái cây mai của em ha. Đây là những cái cây mai mà em chăm ha, nè, đọt lên ha. Thì đối với những mà cái loại thuốc hay là những loại phân tưới gốc hay là thuốc phun qua tàn, những loại thuốc kích rễ hay là dưỡng rễ thì nó có rất nhiều trên thị trường. Nhưng mà em kể sơ lược vài loại ha, tức là vài cái tên để cho mọi người có cách tham khảo ha. Và những cái loại phân thuốc đó em kể trên ha, là những loại thuốc mà thông dụng nhất trên thị trường, tức là tìm mua chỗ nào cũng có hết ha, nó rất là dễ. Thì cái loại thứ nhất là N3M ha. Cái loại thứ hai Atonic. Thứ ba Red 2. Thứ tư là Humic. Nó cũng có nhiều dạng lắm ha, tức là dạng nước á, Humic ha. Và cái loại thứ năm là Amino. Và cái loại thứ sáu là thằng B1. Tức là những loại phân thuốc mà em vừa kể trên, nó đều là có tác dụng là dưỡng rễ và kích thích cho cái cây mình nó ra rễ ha. Rồi thì em sẽ sơ lược qua những loại đó ha, để cho mọi người có cách tham khảo. Rồi em sẽ nói thẳng vào những cái loại mà thuốc kích rễ mình sử dụng như thế nào để cho nó cân đối cái cây mai ha. Tức là cân đối có nghĩa là mình không lạm dụng, tức là nó mình xài cho cây mai của mình nó không quá nhiều là cái thứ nhất, không quá liều là cái thứ hai, tức là quá nhiều là mình tưới hay là mình phun nhiều lần là trong tuần hoặc là nhiều lần trong tháng. Rồi quá liều tức là những cái liều mà mình pha là nó đậm hơn nhà sản xuất người ta đưa ra, tức là đậm hơn hướng dẫn sử dụng. Thì đối với việc cái mai vàng trong thời điểm hiện tại bây giờ, tức là em chăm theo cái cách cũng cho em nói sơ về em luôn tí đi ha. Tức là cái vườn mai của em, những cây mai của em đa phần, tức là nó chiếm hết 90%, trên 90% là mai tàn, tức là mai để chơi bông ha, chứ không phải là mai bonsai hay là những cây mai nghệ thuật gì ha, là của những nhà vườn lớn người ta đã là người ta làm ha, tức là uống sữa vô kẽm. Thì clip trước em cũng có quay. Thì cái cây này ha, thì cũng có một anh bạn vào bình luận là cái cây của em cái lá như thế này mà chỉ dạy ha. Thì nói về cái phần mà chỉ dạy, em nói về cây này trước đi ha. Thì những clip trước, tức là cách đây khoảng 10 ngày, em cũng đã có nói rồi, hằng này nó bị sâu và hằng bỏ trĩ. Hôm qua em cũng có quay ha, là cái lá nó bị gách ha. Tức là em phun ngừa hôm qua rồi. Em cũng đã có nói rồi ha, nó bị hằng bỏ trĩ và bị sâu ăn lá, cho nên cái lá nó bị mo, nó không được thẳng như người ta ha. Còn riêng về cái vườn của em và cái cách chăm cây của em á, đối với cái cách chăm cây của em ha, thì dùng từ chỉ dạy thì em không dám nhận ha. Cái này là từ hồi xưa tới giờ, khi mà em lên mỗi một cái video em đều là nói một câu là em, cái mục đích của em á là muốn chia sẻ những gì em biết ha, để truyền tải đến với tất cả những người mới chơi, tức là mới tập chơi ha. Còn về phần chỉ dạy em không dám nhận ha, em không có dám nhận là cái thứ nhất ha. Là cái thứ hai em không có đủ, nói chung là em không đủ tư cách để mà em chỉ dạy người khác ha. Thì mọi người lưu ý kỹ ha. Còn về cái mai vàng, cũng có rất nhiều anh em là nói sao mà có mấy cây mà quay đi quay lại hoài ha. Là cái thứ nhất em không có nhiều cây, mọi người lưu ý kỹ cho em không có nhiều cây để quay, tức là nguyên vườn em gom lại tầm khoảng vài chục cây thôi ha. Cái thứ nhất là em không có nhiều cây để quay.
Và cũng có rất nhiều bạn là nói cây mai của em hen, là nói chung cây mai xấu hen. Ừ. Rồi cũng là tiếp luôn là em không có cây mai đẹp để quay luôn ha, tức là em có là bao nhiêu cây đây thôi. À, em quay, à, em chia sẻ cho những người mới chơi thôi ha. Còn những anh em nào mà à, kiểu bằng à, cao siêu quá ha, thì à, cái thứ nhất vào xem là có thể cho xem cho vui, hoặc là à, không xem cũng được ha. Em không có ép mà phải cần phải xem video của em ha. Rồi thì à, xàm xàm nãy giờ cũng hơi nhiều ha. Thì em vào thẳng cái tiêu đề. Rồi các loại thuốc kích rễ em cũng đã kể rồi. Thì mình cái cách sử dụng mà những loại thuốc mà kích rễ đó như thế nào để cho cây mai mình nó bị nó cân đối, nó không dư và nó không thiếu ha. Thì tính đến thời điểm hiện tại bây giờ cây nó bắn đọt như thế này. Như thế này nè ha. Thì mọi người thấy nè ha. Tức là hôm nay là nhìn thấy rõ rồi ha. Đây, những cái cây này nó đã lên xanh lè đều trân rồi ha. Rồi về phần đọt. Đây. Chết rồi, bên kia sát bên gào có cái đám giỏ ha. Có nhạc không biết cái dính bản quyền hay không. Em quay đại ha. Nếu mà dính á thì chắc em không đăng ha. Còn nếu mà không dính thì em đăng. Thì á, trong thời điểm hiện tại bây giờ, dưỡng rễ em xài một loại duy nhất. Đầu tiên ha, là em xài là hằng 3M hoặc là hằng humic. Tức là hai loại đó em dành để tưới gốc. Và những cái cây mai của em trong thời điểm hiện tại bây giờ em chỉ tưới có một lần duy nhất, tức là hơn nửa tháng rồi ha, tầm khoảng gần 20 ngày em chỉ tưới một lần duy nhất. Đa phần là em chỉ tưới nước giữ ẩm ha, tức là mình giữ ẩm cho cây mai trong thời điểm hiện tại bây giờ ha, là cái đó là cái thứ nhất. Còn những loại phân thuốc à, em nói gì luôn, nào 3M và humic, thì những loại phân mà humic dưỡng rễ, tức là trong đó nó có hàm lượng hữu cơ rất là cao. Có những loại là nó đề là nó ghi là dưỡng rễ hữu cơ. Thì những loại đó đó thì mọi người tưới vào gốc là cái thứ nhất, nó phát chậm hơn, nó sẽ phát chậm hơn thằng Atonic và thằng N3M. Tại vì thằng N3M và thằng Atonic, hai thằng đó là dạng phân hóa học. Tức là nó có hàm lượng NPK trong đó ha. Tức là nó là phân hóa học. Còn những loại phân mà nó nằm trong nhóm là phân hữu cơ, tức là dưỡng rễ hữu cơ, giống như cái thằng mà cái chai mà humic con heo của em vậy ha, là cái đó cũng là humic. Tức là tất cả các loại humic nó nằm trong cái dạng là hữu cơ ha. Thì những thành phần hữu cơ á, nó làm cho cái cây mai của mình phát chậm hơn những loại phân NPK, những loại phân mà hóa học, tức là nó có hàm lượng NPK trong đó ha. Tức là hằng N3M và hằng Atonic nó nhanh ha, nhanh hơn những loại kia, những loại mà em vừa kể ha. Tức là nhanh hơn hằng ROT2, nhanh hơn thằng humic ha. Thì những loại đó, và cái ưu điểm của cái thằng những loại phân mà kích thích dưỡng rễ mà nghiêng về hữu cơ á, là cái thứ nhất á, là cái khuyết điểm của nó là nó làm cho cây mai mình nó phát chậm hơn, chậm hơn những loại phân hóa học, tức là N3M và Atonic. Nhưng mà cái ưu điểm của nó, khi mà nó phát rồi, cái cây của mình nó tốt, nhưng mà nó tốt bền. Người lưu ý kỹ giúp em, nó tốt bền, chứ không phải là nó kêu bằng mà khi mà nó tốt rồi á, nó mau suy sụp ha, không phải ha. Còn những loại phân như N3M thì mình xài thông dụng rồi ha, mình biết rồi. Tức là mình dưỡng rễ đi, dưỡng rễ đều đặn. Đối với N3M ha, thì cái cây mình nó rất là phát, nhưng mà với liều lượng vừa đủ, tức là nửa liều, mình cứ duy trì định kỳ thì nó rất là tốt ha. Còn riêng về thằng Atonic ha, thì cũng có rất nhiều anh em là nói chung là thích xài thằng Atonic. Và tại sao những anh em đó lại là thích xài thằng Atonic? Tại vì cái thứ nhất, cái tốc độ phát của thằng Atonic nó rất là nhanh. Tức là tưới vào gốc hoặc là phun qua tàn một tuần lễ sau là sẽ có kết quả. Em ví dụ một điển hình đơn giản, cái đọt như thế này, đúng không? Em chỉ xài gót hai bình thường, tức là em xài là em phun dưỡng cái đọt ha, chứ không phải là phun để mà kích thích ha. Thì nó đi sẽ rất chậm, cái mắt lá nó rất nhạt, nhưng mà cái về cái độ khỏe của cái cành nó rất là cao. Còn đối về cái thằng còn nghiêng về thằng Atonic ha, nếu mà cái đọt như vậy thì bây giờ mọi người phun đi ha. Em ví dụ đi, chiều nay em phun, một tuần lễ sau cái đọt này nè, nó sẽ ra tới đây nè, người tin không?
không tin thì cứ phun thử ha, một tuần lễ sau thì nó sẽ bắn ra tới đây, tức là nó kéo dài cái thân. Cái ưu điểm của nó, cái ưu điểm của thằng Atonix á là khi mà mình phun vào cây hoặc là mình tưới gốc thì nó phát triển với cái tốc độ mình nhận biết là mình thấy rõ ha. Và cái khuyết điểm của nó cũng là cái ưu điểm của nó, cũng là cái khuyết điểm của nó luôn, tức là đối với cây mai vàng thì mình cần nhiều bông, nhiều nút nụ, cái mắt lá khít, đúng không, mắt lá khít thì sau này cái bông nó cũng khít, nó ra bông chùm, bông đặc, bông cục. Còn thằng Atonix nó sẽ kéo dài cái khoảng cách lá. Em ví dụ thằng này, đây cái lá, đây cái lá, thằng Atonix đây cái lá, là đây cái lá, thì nó làm cho cái nụ mình sau này nó thưa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cành non nó sẽ rất yếu khi gặp vào mà trưa nắng á, trưa nắng gắt á, nó sẽ yếu. Em ví dụ đây là cành non dày, trưa nắng gắt nó sẽ bị gục xuống, à, nó sẽ bị gục xuống ha, là cái hiện tượng xài Atonix quá nhiều và quá liều. Rồi về cái vấn đề mà gối lộn sinh trưởng, trong thời điểm hiện tại bây giờ thì mọi người năm này ha, thì nói chung là hầu như năm nào cũng vậy, em gặp rất nhiều tình trạng, tức là mình xài tất cả các loại phân kích thích ra rễ hay là dưỡng rễ, tức là mình xài quá nhiều và quá liều, tức là quá nhiều á. Lúc trước thì em kêu mọi người ha, một hai cử đầu tiên thì tưới Atonix ha, tức là cử này cách cử kia một tuần lễ đến 10 ngày một lần, và tưới một cái liều lượng vừa đủ, tức là tưới gốc ha, tưới gốc á là lần đầu tiên để cho cái cây của mình á nó kích thích sinh trưởng, tức là nó lấy lại sự sống của cây mai, tránh cho những cây mai mà nó bị ngợp, tức là sau khi mình cắt, phải không, cắt vậy nè nó, thì trúng những cây mai yếu, sau mình cắt cái bụp nè, trúng những cây yếu thì nó sẽ bị ngợp, nó không lên, nó không sưng mắt ngủ, nó không lên tược, thì nếu mà lâu ngày vài tháng thì cái cây mai đó nó rất dễ bị tuột nhựa và nó chết ha. À, thì cái vấn đề Atonix em cũng đã có nói rồi ha, thì sau khi cắt đôn mọi người nên tưới một cử đầu tiên bằng hàng Atonix để mình kích thích lại sự sống cho cái cây mai. Nếu mà xui xui anh em mà mình không biết ha, mình cắt trúng ngay cái cây mà suy cây yếu á thì nó rất dễ bị ngợp ha, nó dẫn đến chết cây luôn ha. Thì cho nên em cũng đã có nói những clip trước rồi là tưới một lần, tưới một lần ha, để mình xem cái tình trạng cây mai của mình nó như thế nào rồi bắt đầu mình hãy làm tiếp ha. Còn vấn đề gối lộn sinh trưởng á thì cái cách phát hiện của nó rất là dễ, nó khác với những thằng mà cái bằng mà bị bọ tỉ ha. Em ví dụ bị bọ tỉ lá mò nó dày giống vậy nè nó, còn gối lộn sinh trưởng cái lá nó săn vậy nè ha, thậm chí dày. Còn những cái đọt non nó ra, em ví dụ cái lá ra hang, cái lá nó mở vậy đúng không, còn đọt non nó ra nó không mở mà nó mớp vậy nè ha, thậm chí nó săn, nó quắn, nó quẹo tùm lum. Đó là cái hiện tượng gối lộn sinh trưởng của cây mai ha, trên cây mai, tức là sau khi mà mình cắt đôn phục hồi á, cái cây nó phát triển bình thường thì bắt đầu nó đâm chồi, nó đâm từ từ ha, tức là lú mầm này ra đâm từ 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 nó sẽ ra, tức là từ những đầu đọt này nó sẽ ra thành những cái lá nhỏ nhỏ vậy, rồi từ từ những cái lá đó nó bự lên, nó thành như vậy đúng không, rồi từ từ nó sẽ bự lên, nó lá nó già thì nó ra giống vậy ha. Còn á, mình xài mà mình sau khi mà thấy bắn đọt nè, nó nhất là thằng Atonix, thì tại sao em khuyến cáo mọi người không nên xài Atonix mà quá nhiều ha, thì đó này nè, mình kích thích vô, đáng lý ra như thằng này là bắt đầu nó đâm cái tượng non nhỏ xíu vậy nè ha, là nó ra nó thành, bắt đầu nó hình thành cái lá nhỏ rồi từ từ nó sẽ bự lên. Còn như thằng ông nội này nè ha, thì thấy ra mọi người bắt đầu dập vô, bắt đầu phun Atonix vô, dính Atonix là bắt đầu nó sẽ đẩy dài, thì thay vì nó ra lá nhưng mà nó không ra lá nè, nó vẫn ra lá nhưng mà nó đâm cái đầu nhọn nó ra, tức là nó đâm nguyên cái gâu dài sọc nè. Rồi lúc đó cái độ mở của lá, tức là độ mở, tức là độ to của cái bản lá nè, nó không có lớn nữa, nó không lớn nữa, tức là nó nhỏ vậy mà nó kéo dài qua dài. Rồi khi mà nó lớn rồi, lớn được rồi thì cái lá nó bị săn dày, sống giống như như sâu, thằng bọ tỉ thì nó mo ngược lại ha, hoặc nó dẫm lên, còn thằng kia bắt đầu nó sắn, nó quắn này nè, thậm chí những cái đọt nó bị quắn luôn, quắn quéo luôn ha. Thì cái hiện tượng đó đó là em kêu bằng là gối lộn sinh trưởng trên cây mai, tức là những cây mai mà nó đang sinh trưởng, tức là với tốc độ bình thường mà mọi người nạp phân, nạp cái lượng kích rễ vô quá nhiều và quá liều thì nó dẫn đến hiện tượng như trên ha, tức là nó bị gối lộn sinh trưởng trên cây mai của mình.
tức là cái tốc độ sinh trưởng của nó không đồng đều, nó bị giống như là bị nạp quá nhiều và quá liều, thì nó cái hiện tượng nó sẽ bị như vậy ha. Thì cái cách khắc phục rất là đơn giản, không cần tưới kích rễ, không cần tưới gì hết. Trên tàn thì mình chỉ cần duy trì thằng B1, trên tàn mình phun ha, mình cộng sâu mình duy trì thằng B1 ha, hoặc là B12 để mà mình giải độc cái dư lượng mà của những loại kích rễ trong cây mai ra ha. Thì thời điểm đó đang thì mình tưới nước bình thường, mình phun nước tưới nước bình thường, mình không xài kích rễ nữa, thì cây mai đó nó sẽ dần hồi phục từ từ lại ha. Tức là những cái cây thứ kế tiếp, những cây đọt kế tiếp, em ví dụ như cây này nè, như lá bị cháy nắng này ha, thì những cây đọt kế tiếp dài nè thì nó sẽ ra, nó sẽ bình thường lại ha. Chứ còn nếu mà mọi người để dài quá, nhìn cái đọt nó rất là xấu, cái lá nó không mở, nhìn cái cây nó rất là, nói chung là dư nhiều quá thời gian lâu, thì nó dẫn đến cái hiện tượng cái cây mình nó giống như là nó bị đột biến gen vậy. Nhìn nó rất là kỳ á. Rồi thì clip này em cũng chia sẻ sơ về những loại kích rễ. Còn trong thời điểm hiện tại bây giờ ha, thì mọi người nên đi sử dụng kích rễ một lần tưới vào gốc, khi đã nó đã lên đọt như vậy thì mình hỗ trợ qua tàn, tức là mình hỗ trợ qua tàn, mình phun thằng gót 2 hoặc là thằng B1, tức là nó đã lên dày rồi, tức là nó đã có sự sống rồi ha, rễ non nó bắt đầu nó ra rồi, thì mình chỉ cần giữ ẩm bầu và toàn thân để cho cây mai mình nó phát triển một cách từ từ. Chứ mọi người đừng có nôn mà nung mà tưới mà phun tá lả bùng tràn vô ha, thì nó sẽ dẫn đến cái cây mai mình cái tình trạng em đã nói lên trên ha, tức là nó gói loạn sinh trưởng. Cái thứ nhất, nếu mà mình nạp phân nhiều quá, mọi người thấy cái cây mai của người ta tàn bây giờ tùm, tự nhiên giật mình hô cây mai mình sao yếu quá ha. Tức là những cây mai tàn tùm người ta đã cắt trước Tết khoảng mùng 4, mùng 5, mùng 6, tức là những nhà vườn người ta đã làm sớm, thì hiện thời bây giờ cái cây mai của người ta ra đọt rất nhiều, cái chuyện đó là đương nhiên rồi ha. Tức là thời gian người ta làm trước thì tàn người ta ra sớm hơn mình, thì mình cũng đừng nên ha, từ từ cũng đừng nên nôn mà mình tưới, mình thúc, mình phun tá lả bùng tràn ha, thì nó dẫn đến là cây mai mình nó bị ngộ độc. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, gói loạn sinh trưởng, tức là nó bị dư lượng phân kích rễ trong thân, thì nó dẫn đến cây mai mình nó rất dễ bị suy và có thể là chết ha. Rồi thì clip này thì em cũng xin chia sẻ đến với tất cả mọi người ha, có cái cách để mà cho mọi người tham khảo thôi ha. Và em cũng chỉ sẽ chia sẻ thôi ha, chứ em không có dùng từ chỉ bảo hay là dạy ai hết ha. Rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha, hẹn mọi người lại clip sau ha.